Trong kinh Ngũ Gục, Thế Tôn có nói khi ngủ cần chánh niệm tỉnh giác và tác ý với tưởng thức dậy. Vậy làm thế nào khi ngủ con có thể chánh niệm tỉnh giác được? Vì lúc đó đâu còn biết gì nữa mà tỉnh giác. Thế nào là tác ý với tưởng thức dậy và làm sao tác ý với tưởng thức dậy trong khi vẫn chánh niệm tỉnh giác khi ngủ? Sư hỏi quý vị một cái vấn đề như thế này. Thí dụ như một cái đứa bé 7 tuổi nó hỏi quý vị đó, làm sao mà con nâng được cái bao gạo 20 kg. 20 kg thôi, không nhiều đâu, bao gạo 20 kg thôi. Nhưng mà đối với một đứa bé 7 tuổi thì nó quá sức, nó nâng không được. Khi đó quý vị trả lời như thế nào? Chỉ đơn giản chúng ta trả lời là con cứ ăn, con ăn con lớn thì là tự nhiên là con nâng được thôi đó. Chứ còn bây giờ tụi con yếu, con nhỏ, con yếu thì con nâng không được. Chỉ đơn giản như vậy. Cũng vậy, bây giờ quý vị hỏi làm sao mà quý vị chánh niệm tỉnh giác trong khi mà ngủ được. Nó chỉ đơn giản là do quý vị tu tập nó còn quá yếu quá kém. Giữ chánh niệm liên tục, giữ chánh niệm liên tục trong khi thức, giữ chánh niệm liên tục trong khi thức thì tự nhiên quý vị khi mà cái định cái niệm quý vị tăng trưởng rồi đó, quý vị có thể giữ chánh niệm khi ngủ và nó không cần phải định gì thâm sâu hết trơn, mà chỉ cần quý vị nghiêm túc thực hành tứ niệm xứ, thực hành tứ niệm xứ một cách nghiêm túc, và thậm chí không phải là tứ niệm xứ, bất kỳ đề mục thiền chỉ nào quý vị thực hành một cách nghiêm túc, giữ chánh niệm trong khi đang thức, trong suốt cái thời gian quý vị còn đang thức, bao gồm trong khi đang đứng, trong khi đang đi, trong khi đang ngồi, trong khi đang ăn, trong khi đang uống, trong khi đang đi vệ sinh, trong tất cả các hoạt động lớn nhỏ, quý vị vẫn giữ chánh niệm, vẫn giữ chánh niệm, thì tự nhiên, sẽ nói tự nhiên, khi ngủ, quý vị vẫn giữ được chánh niệm. Còn nếu mà chúng ta làm không được thì nó chỉ đơn giản là do chúng ta chưa hành thiền một cách nghiêm túc. Bởi vì trong suốt cái thời gian chúng ta thức, chúng ta thất niệm quá nhiều. Ví dụ như lướt mạng xã hội, đọc báo, tán dóc, hoặc là thậm chí như là coi phim đó, thì những cái đó nó sẽ làm cho nội tâm của quý vị ô nhiễm. Sư đã từng có một kinh nghiệm như thế này. Trong cái giai đoạn đó thôi nha, trong cái giai đoạn đó thôi, chứ sư không nói là bây giờ sư vẫn được. Trong một cái giai đoạn là sư giữ chánh niệm liên tục, sư giữ chánh niệm liên tục, thì khi mà đang nằm ngủ, giấc mơ xuất hiện, có sự xuất hiện của người nữ trong giấc mơ. Sẵn đây sư nhắc cho quý vị biết là trong tạng luật á, thì cái việc một vị tỳ kheo mà bị mộng tinh, nó không phải là một cái tội để mà sám hối, nó không phải lỗi. Nhưng mà cái vấn đề là do vị đó thất niệm. Thì sư quay trở lại, khi sư đang ngủ, sư mơ thấy một người phụ nữ, không nhớ, đương nhiên giấc mơ lâu quá rồi, không nhớ là người phụ nữ đó có làm cái gì với mình hay không. Nhưng mà khi trong suốt cái thời gian mà giữ chánh niệm trong lúc thức như vậy đó, khi đang ngủ, cái hình ảnh người nữ vừa xuất hiện, ngay lập tức cái tâm á biết ngay đây là ô nhiễm của định.
ngay lập tức biết ngay đây là ô nhiễm của định. Khi đó hình ảnh biến mất. Và sư tin là không phải chỉ cá nhân sư có trải nghiệm như vậy, mà tất cả những ai hành thiền một cách nghiêm túc, giữ chánh niệm thường xuyên trong lúc thức, thì ngay cả khi ngủ vị đó vẫn giữ chánh niệm được. Đó. Thành ra cái câu hỏi này vốn dĩ nó không cần phải trả lời, nó chỉ đơn giản là cứ giữ chánh niệm thì giữ chánh niệm liên tục, tự nhiên quý vị làm được, tự nhiên làm được thôi. Ha. Rồi thế nào là tác ý với tưởng thức dậy? Có nghĩa là khi đặt mình nằm xuống, vị ấy quyết định suy nghĩ quyết định là tôi sẽ thức dậy bất kỳ lúc nào. Tôi chỉ nằm nghỉ để cho nó cho bởi vì cơ thể nó cần thiết phải nghỉ ngơi. Và tôi sẽ thức dậy bất kỳ lúc nào. Chỉ cần vị ấy quyết định như vậy thì vị đó vẫn chánh niệm tỉnh giác được khi mà vị đó ngủ. Chỉ đơn giản. Quý vị đặt câu hỏi như thế này là sư biết là quý vị thực hành là nó chưa tới nơi, chưa từng trải nghiệm cái chuyện là giữ chánh niệm liên tục trong lúc thức, từ lúc mở mắt ra giữ chánh niệm trong tất cả các sinh hoạt cho đến lúc nằm xuống ngủ. Thì khi quý vị làm cái đó, hành thiền một cách nghiêm túc ấy, thì tự nhiên quý vị làm được thôi. Và khi đó không cần phải hỏi sư như thế này.